Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng nước ta liên tục phát hiện nhiều đường dây, nhiều đối tượng có dấu hiệu buôn lậu các loại vật tư y tế, thuốc tân dược để bán kiếm lời. Vâng, đơn cử như mới đây, tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết đã phát hiện 400 hộp thuốc tân dược nghi vấn nhập lậu trị giá khoảng 230 triệu đồng do một nam thanh niên vận chuyển bằng xe mô tô trên đường trước đó tại khu vực đường thủ khoa nghĩa phường châu phú a thành phố châu đốc tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện xe mô tô chở một bao tải có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra tài xế liền quay xe bỏ chạy đến khu vực khóm châu thạnh phường châu phú a thì bị bắt giữ Xe mang biển kiểm soát 67K86344 do Trung Thành Trí, sinh năm 1974, trú tại thành phố Châu Đốc điều khiển. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong bao tải trên xe Trí có 400 hộp thuốc tân dược hiệu Tanganin 500mg và Lexomin 6mg, tổng cộng 7.000 viên và ống. Trí không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng. Tổ công tác đã bàn giao cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tăng vật để tiếp tục điều tra, xử lý.